kỳ diệu xảy ra khi uống rượu ổi mỗi ngày. Ổi là loại quả rất giàu vitamin C, khi ngâm cùng rượu sẽ có hương vị thơm ngon, đặc trưng và mang lại nhiều tác dụng như giảm mỡ máu, tốt cho hệ tiêu hóa. Quả ổi chứa ít chất béo bão hòa và có tỷ lệ vitamin C rất cao. Mỗi 100g chứa 486mg vitamin C. Vitamin C tập trung cao nhất ở phần vỏ ngoài. Càng gần lớp vỏ ngoài, lượng vitamin càng cao. Ngoài vitamin A, C, quả ổi còn có quercetin, một chất có tính chống oxy hóa cực mạnh, có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng trong nhiều chứng viêm nhiễm mãn tính như xuyễn, dị ứng, tim mạch, thấp khớp, lở loét, ung thư. Uống rượu ngâm ổi mỗi ngày có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ hệ tim mạch của cơ thể. Rượu ổi có tác dụng đặc biệt hiệu quả trong việc trị các bệnh về đường ruột như đầy hơi, đầy bụng, ợ chua, rối loạn tiêu hóa, kém hấp thụ. Bên cạnh đó, rượu ổi còn giúp hỗ trợ quá trình sản xuất collagen, một hoạt chất cần thiết để cho làn da căng mọng, củng cố độ bền cho khớp xương sườn, thấp khớp. Cách ngâm rượu ổi. Chuẩn bị: ổi để ngâm là ổi găng, hạt ổi mỡ, không nên chọn các loại ổi khác để ngâm. Chọn quả chín, sáng màu, không bị dập nhũn, thâm vỏ. Chọn ổi chín mà vẫn chắc tay, da căng sáng bóng thì rượu ngâm sẽ rất ngọt thơm. Rượu ngâm là rượu trắng, ngon nhất, nên là rượu nếp có nồng độ từ 35 đến 38 độ. Đường phèn sạch. Thực hiện: rửa sạch các nguyên liệu để khô ráo nước. Dùng dao cắt bỏ cuống và nấm quả. Có thể gọt bỏ vỏ hoặc để cả vỏ ngâm rượu. Có thể chọn cách ngâm nguyên quả hoặc bổ đôi để rút ngắn thời gian ngâm. Cho ổi vào bình ngâm cùng rượu và đường phèn theo đúng tỷ lệ: 1 ký ổi với 1 lít rượu và 300g đường phèn. Đậy kín nắp bình rượu ổi ngâm để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời, nhiệt độ khoảng tầm 25 độ C. Cách dùng: với loại rượu ổi ngâm nguyên quả thì sau 2 tháng có thể sử dụng, loại quả bổ đôi thì chỉ sau 1 tháng là dùng được. Rượu ổi càng để lâu, uống càng ngon. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần một chén nhỏ trong bữa ăn. Không nên dùng quá liều, sẽ phản tác dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tác hại khôn lường nếu ăn bí đỏ không đúng cách. Trong bí đỏ có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ai ăn sai cách có thể gây hậu quả nặng nề. Trong số các loại quả, bí đỏ là nhà vô địch về hàm lượng sắt, giàu vitamin, muối khoáng cũng như các axit hữu cơ. Nghiên cứu gần đây cho thấy chất kẽm có trong bí đỏ trực tiếp ảnh hưởng tới chức năng của hồng cầu. Chất sắt lại là nguyên tố vi lượng cơ bản giúp bổ sung lượng máu cho cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng nếu lạm dụng bí đỏ, loại thực phẩm giàu dinh dưỡng này có thể gây tác hại phụ nặng nề lên cơ thể con người. Công dụng tuyệt vời của bí đỏ. Những chất phytoron là những axit béo omega 3, omega 6 có nhiều trong hạt bí đỏ, là những chất có tác dụng làm giảm lượng cholesterol xấu, ngăn ngừa bệnh tim mạch và huyết áp, phát triển não bộ. Bí đỏ chứa nhiều chất axit glutamine, chất cần thiết cho hoạt động não bộ, có vai trò quan trọng trong việc trợ giúp phản ứng chuyển hóa ở các tế bào thần kinh và não, bồi dưỡng não. Tác dụng giảm cân. Bí đỏ là một thực phẩm giàu chất xơ, chứa hàm lượng calo và chất béo thấp. Tác dụng của bí đỏ chính là một thực phẩm lý tưởng cho những người muốn giảm cân hay những người thừa cân, béo phì. Tăng cường hệ miễn dịch. Bí đỏ rất giàu hàm lượng vitamin C nên có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp hệ miễn dịch trở nên khỏe mạnh. Với hệ miễn dịch khỏe mạnh, cơ thể của chúng ta sẽ chống lại được các vi khuẩn, virus có hại. Tốt cho sự phát triển của thai nhi.
Những chất trong hạt và hoa bí đỏ giúp cho thai nhi phát triển tế bào não, tăng cường sức sống cho thai nhi và giúp tăng cường những chứng phù nề, tăng huyết áp. Các biến chứng khác khi mang thai và phòng chống bệnh sốt xuất huyết sau khi sinh. Tốt cho xương và mắt. Bí đỏ giàu carotin. Trong cơ thể, loại chất này được chuyển hóa thành vitamin A, giúp duy trì thể lực. Chất khoáng và canxi, natri, kali có trong bí đỏ có tác dụng đặc biệt với người già và người bệnh huyết áp, giúp ngăn ngừa loãng xương và tăng huyết áp. Hơn nữa, nó còn chứa magie, phốt pho, sắt, đồng, mangan, chrome và nhiều yếu tố khác giúp xương phát triển. Làm đẹp da, chống lão hóa. Một trong những lợi ích thiết yếu của bí đỏ đối với phụ nữ bao gồm khả năng bảo vệ làn da, giúp da chống lại các tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa tình trạng mất nước, khô da. Hơn nữa, bí đỏ còn chứa hàm lượng vitamin C cao, giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, các đốm nâu. Thường xuyên dùng bí đỏ sẽ giữ cho làn da của bạn mềm mượt và tươi trẻ. Sai lầm khi ăn bí đỏ. Ăn bí đỏ liên tục. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn không nên ăn bí đỏ quá 2 bữa một tuần. Nguyên nhân là do trong bí đỏ chứa rất nhiều tiền chất của vitamin A. Nếu bạn ăn nhiều, chất này không kịp tiêu hóa, sẽ dự trữ ở gan và dưới gan. Do đó sẽ khiến cho chóp mũi, lòng bàn tay, bàn chân dễ có màu vàng. Ăn bí đỏ đã già và để lâu. Bí đỏ chứa hàm lượng đường cao. Hơn nữa, nếu lưu trữ trong thời gian dài, dễ khiến bên trong bí đỏ xảy ra quá trình hô hấp kỵ khí, lên men và biến chất. Vì vậy, khi ăn sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe. Ăn bí đỏ khi bị rối loạn tiêu hóa. Một lưu ý nữa cho bạn, đó là người bị rối loạn tiêu hóa, hạn chế ăn bí đỏ vì hàm lượng chất xơ trong bí đỏ quá cao, không tốt cho tình trạng bệnh. Bảo quản bí đỏ đã nấu trong tủ lạnh. Không bảo quản bí đỏ đã nấu trong tủ lạnh, tuyệt đối không bảo quản ở ngăn đá, vì nếu để lạnh, bí đỏ sẽ ngã sang màu nâu vàng, không an toàn khi ăn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đây là cách mà quả khế giết người. Với hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào, cung cấp nhiều vitamin C, vitamin A và các khoáng chất khác, quả khế mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây cũng là kẻ giết người trong nháy mắt, bởi nó chứa một loại độc tố đặc biệt nguy hiểm với người bệnh thận. Hiện trước nhà em vẫn còn dấu tích của một gốc khế ngọt nhiều năm tuổi, gợi lại một kỷ niệm đau lòng cho cả gia đình. Cách đây 8 năm, nó đã bị ông ngoại em cưa ngang và đổ nước sôi vào gốc. Nguyên nhân là vì cậu út của em một hôm do đi nắng về khát quá, bẻ cả rổ xuống ăn. Tối hôm đó cậu no ói, lên cơn co giật rồi chìm vào hôn mê. Khi đến cửa bệnh viện, cậu đã trút hơi thở cuối cùng. Bao nhiêu nỗi đau, nỗi hận, ông ngoại trút hết vào những nhát búa bổ xuống chan chát. Ngày đó em còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết ôm mẹ khóc rưng rức vì thương cây khế trước nhà. Vì nay chẳng còn cậu để cõng, nhong nhong người ông đã về nữa. Niềm đau của tuổi thơ làm em mỗi lần đi trên con đường hay vào nhà ai thấy trồng cây khế là dâng lên một nỗi sợ mơ hồ, gần như bị ám ảnh. Cái chết của cậu mãi mãi kỳ bí cho đến khi em 18 tuổi. Bước chân vào trường y, em mới hiểu nguyên nhân tại sao quả khế lại đoạt mạng cậu. Thật ra ít người biết rằng trong quả khế có chứa một loại độc tố có tên neurotoxin, có thể gây ói mửa, rối loạn tâm thần, hôn mê, động kinh hay thậm chí là tử vong. Độc tố này cũng tìm thấy trong một số loài rắn hay nhện. Ở những người thận khỏe thì độc tố này được xử lý và loại bỏ, nhưng nếu với những người có vấn đề về thận thì bộ phận này không thể giải độc tố trong quả khế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tử vong. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cậu em cấp cứu cũng không kịp, vì khi đó cậu đang bị thận ứ nước độ 2. Chỉ 100ml nước khế nguyên chất cũng có thể gây hại cho người bị bệnh thận,
chứ đừng nói là một rượu khế. Nay em kể chuyện nhà, khơi lại chuyện buồn với mong muốn. Nếu nhà ai có người bị bệnh thận, tuyệt đối đừng cho họ ăn khế. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cô gái đun chuối lấy nước uống trước khi đi ngủ. Kết quả cô nhận được khiến mọi người phải sốc. Mình là nữ 27 tuổi. Hôm nay Bon Trang viết bài chia sẻ kinh nghiệm trị bệnh mất ngủ 4 năm của mình. Hy vọng có thể giúp ích nhiều cho mọi người, nhất là các bệnh nhân bị mất ngủ như mình. Ngày xưa mình học đại học, mình bị rối loạn giấc ngủ, ngủ nhiều lắm, lúc nào cũng buồn ngủ cả. Vào lớp hay về nhà, mắt cứ nhíu lại, chỉ ước được đi ngủ. Mà ngủ rồi là mơ lung tung, ngủ dậy lúc nào cũng nhức đầu, người cứ lờ đờ, nhưng không ngủ thì không chịu nổi. Rồi tình cờ đọc bài báo về vấn đề rối loạn giấc ngủ, thấy giống mình quá nên đi khám. Lúc đó là đầu năm 2012, khám rồi uống thuốc xét nghiệm tùm lum đi một khối tiền. Kết quả sau bao lần khám đi khám lại là có thuốc sẽ ngủ được, không thuốc khỏi ngủ luôn, thức tới sáng luôn. Thế là bắt đầu quá trình bị mất ngủ từ đây. Mình sợ quá nên ngừng khám với uống bên đó. Tất nhiên vài bữa sau không có thuốc thì đêm nào cũng thức tới sáng. Người ta khó ngủ còn đỡ, mình là mất ngủ 100% luôn. Người cứ như chết rồi ý. Rồi mua mimosa, rutidin, gừng, mật ong, chè sen, tăm sen. Ai chỉ gì hay đọc thấy gì uống hết. Rồi đi tập yoga nữa. Nhưng mỗi tối chắc ngủ được khoảng 2-3 tiếng. Thời gian đó cứ như ác mộng các bác ạ. May là vừa tốt nghiệp đại học nên đỡ, nếu không chắc tiêu quá. Mẹ mình đọc được bài viết chữa mất ngủ bằng chuối xanh, mẹ mình làm cho mình uống ngay, không ngờ khỏi luôn các chị ạ. Việc thực hiện chỉ mất 10 phút và bạn sẽ chấm dứt tình trạng mất ngủ ngay sau đêm đầu tiên thực hiện. Dưới đây là tất cả những gì bạn cần phải chuẩn bị. Chuẩn bị một quả chuối xanh, một ly nước chừng 250ml, một thanh quế tùy thích có thể có hoặc không. Bạn có thể mua thanh quế ở các nhà thuốc đông y. Thực hiện. Việc mà bạn cần phải thực hiện chỉ là cắt hai đầu quả chuối rồi đặt chúng vào một cái nồi, đổ nước vào nồi và đun sôi trong vòng 10 phút. Sau đó bạn có thể cho quế vào ngâm chừng 10 phút nữa nếu bạn muốn và thích mùi vị của quế. Sau cùng, chắc lọc lấy phần nước và uống trước khi đi ngủ chừng 1 tiếng đồng hồ. Cốc trà chuối xanh này sẽ có tác dụng làm dịu những điều bất thường trong não và cơ bắp của bạn, giúp bạn chìm vào giấc ngủ nhanh và sâu hơn. Kết thúc căn bệnh mất ngủ thật đơn giản đúng không nào? Hãy thực hiện ngay hôm nay để thức dậy vào sáng mai với cơ thể tràn đầy năng lượng. Chúc bạn thành công! Chuối là loại quả đặc biệt, nó rất giàu kali và magie. Magie giúp ngăn ngừa tình trạng rối loạn giấc ngủ. Magie và kali kết hợp giúp thư giãn cơ bắp tốt hơn. Trong thực tế, magie là một trong những khoáng chất tốt nhất để thư giãn toàn bộ cơ thể. Bạn hãy chọn một quả chuối xanh hữu cơ, sạch và thực hiện đun chuối lấy nước uống. Mất ngủ sẽ gây ra hàng loạt căn bệnh nguy hiểm này nè. Bệnh tim mạch. Mất ngủ là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh về tim mạch. Bởi khi đó, hệ thần kinh giao cảm hoạt động nhiều hơn, mạch máu co lại, huyết áp tăng, tạo áp lực thêm cho trái tim. Hơn nữa, khi ngủ ít, cơ thể cần nhiều insulin hơn để duy trì mức độ đường huyết bình thường. Do đó, có tác động xấu tới mạch máu và tim. Ung thư. Một nghiên cứu vào năm 2010 đã chứng minh rằng thiếu ngủ làm tăng nguy cơ vú có thể tấn công nếu bạn ngủ chưa đầy 6 giờ trên một ngày. Vì vậy, nếu bạn gặp các vấn đề về giấc ngủ thì hãy tìm cách cải thiện tình hình để giảm nguy cơ mắc các dạng. Tiểu đường. Một nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên quan giữa mất ngủ và kháng insulin, một yếu tố nguy cơ gây tiểu đường.
Nghiên cứu cho thấy, những người tham gia ngủ ít có nguy cơ kháng insulin cao hơn và dẫn tới tăng khả năng mắc bệnh tiểu đường. Loãng xương. Về lâu dài, mất ngủ cũng có thể làm tăng nguy cơ loãng xương. Theo một nghiên cứu năm 2012, mật độ khoáng trong xương sẽ giảm đáng kể ở người có chất lượng giấc ngủ kém. Ngoài việc gây tổn hại cho xương, thiếu ngủ còn khiến cơ thể không thể phục hồi những tổn thương này trước khi có tuổi. Nguy hiểm quá, các chị đừng bao giờ để mình mất ngủ nha. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nếu trước cửa hay trong vườn nhà có cây này, tốt nhất hãy chặt ngay cho lành. Đều là cây xanh, nhưng có những loại cây bạn tuyệt đối không nên trồng trong khuôn viên nhà mình, đặc biệt là một số loại cây dưới đây. 1. Cây dâu. Theo quan niệm dân gian, cây dâu, cành dâu được dùng để xua đuổi tà ma, thế nhưng nó không được khuyến khích trồng trong vườn nhà, đặc biệt là trước cổng nhà. Nguyên nhân là bởi trong tiếng Hán, cây dâu đọc là tang, cùng âm với tàn ma, tàn tốc, có liên quan đến chết chóc bất hạnh, không mang lại may mắn. 2. Cây liễu. Là loài cây dễ sống, nên liễu được chọn để trồng khá nhiều ở những nơi công cộng. Vừa mang lại màu xanh, vừa tạo cảnh đẹp hữu tình. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phù hợp cho việc đem về nhà trồng trong sân vườn. Theo yếu tố tâm linh, liễu trồng trong nhà sẽ mang đến buồn phiền, xui xẻo, hao tài tốn của cho gia chủ. Liễu thường gắn với những điển tích buồn thảm và không được may mắn, nên khi hiện diện trong vườn nhà, nó sẽ mang ý nghĩa không may mắn, tốt đẹp. Không chỉ vậy, quan niệm dân gian cho rằng cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí vào nhà. 3. Cây dương. Dương cũng giống như liễu, đều được xếp vào nhóm những loại cây có thể dụ dẫn ma quỷ, tà khí vào nhà, theo quan niệm dân gian. Chính vì thế, người ta không trồng cây này trong khuôn viên nhà ở. 4. Cây bách. Thực ra, bách là loài cây mang ý nghĩa rất hay, đại diện cho sự trường thọ, vĩnh cửu. Tuy nhiên, từ xa xưa, mọi người lại chọn loại cây này để trồng cạnh mộ phần, nên nó bị dán cho cái tiếng không tốt lành. Cho đến bây giờ, bách vẫn không phải là loại cây được khuyến khích trồng trong nhà. 5. Cây đa. Thường thì đa thường được trồng ở đền chùa, miếu mạo. Ngoài ra, loại cây này có gốc rễ đặc trưng, không giống với đại đa số những loại cây khác. Lúc trồi lên, lúc lại ăn sâu vào lòng đất, nên sẽ khiến cho địa hình đất đai quanh chỗ nó sống bị ảnh hưởng. Nếu trồng ở gần các công trình xây dựng, nó sẽ khiến cho nền móng nhà bị mất cân bằng. 6. Cây xương rồng. Với những cái gai nhọn hắt, xương rồng có lẽ chỉ thích hợp để trồng làm hàng rào. Nếu không vì mục đích này, các bạn nên cân nhắc đến việc trồng nó trong vườn. Nhiều người hẳn sẽ thích các chậu xương rồng được uốn tạo đẹp mắt, nhưng trong phong thủy học, trồng xương rồng trong nhà sẽ gây mất cân bằng âm dương, gây tiêu tán tài lộc, ảnh hưởng đến sức khỏe gia chủ. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng ít biết của củ ấu xấu xí. Củ ấu không chỉ là món ăn dân dã mà còn có tác dụng chữa bệnh hiệu quả. Vào những ngày tiết trời se lạnh, thứ đồ ăn vặt dân dã như củ ấu lại được bán dọc với các tuyến đường hay ở một số chợ. Nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng ruột củ ấu lại trắng, thơm và bùi. Củ ấu có tên khoa học Trabacochichisinetlau, thuộc họ ấu, hay còn gọi là ấu trụi, ấu nước, hạt dẻ nước. Nhiều người còn quen gọi ấu là quả sừng trâu. Đây là loại thực vật thủy sinh, mọc trong ao đầm, thân ngắn có lông. Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá, trong củ ấu có nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe, như nhiều glucid, đường glucose, protein.
Trong 100g củ ấu có khoảng 48,2g đường, 3,4g protein, 32,1g chất bột đường, 3,3g đường, 17,6mg canxi, 0,4mg kẽm, 0,7mg sắt, 0,8mg natri, 468mg kali và khoảng 730 calorie. Trong đông y, củ ấu vị ngọt, tính mát, vào tùy vị. Các thành phần của cây củ ấu đều được coi như một vị thuốc. Thân cây vị ngọt chát, tính bình, có tác dụng tiêu viêm giải độc. Củ ấu có tác dụng ích khí tiện tỳ, thanh thử giải nhiệt, lương huyết, trừ phiền chỉ khát. Củ ấu non ăn sống có tác dụng chống nóng, chống nắng, giải độc, xây rượu, trừ rôm sảy. Loại củ ấy già rất tốt cho trường hợp tỳ hư, tiết lã, kinh nguyệt quá nhiều, trị xuất huyết, chống suy nhược. Nhiều bài thuốc đã sử dụng nguyên liệu từ củ ấu để chữa trị bệnh một cách hiệu quả. Chẳng hạn, trị bệnh trĩ, vỏ củ ấu sấy khô, đốt toàn tính, tán thành bột, trộn đều với dầu mè, bôi hạt đắp. Trị mụn nhọt, trẻ nóng lực hay bị nổi ghẻ nhọt, trong dân gian thường lấy nguyên củ ấu đốt thành than, thêm ít chu sa, bằng phím nghiền thành bột, rồi trộn với nước sôi để nguội cho sền sệt. Hàng ngày lấy hỗn hợp đó bôi lên chỗ ghẻ nhọt sẽ hết xương, đau, ngứa. Cùng với đó lấy ruột ấu nấu cháo cho trẻ ăn, ghẻ nhọt sẽ càng mau hết. Trị viêm loét dạ dày. Thịt ấu 30g, hoài sơn 16g, táo đỏ 16g, bạch cập 10g, gạo nếp 100g. Cho tất cả vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ để nấu cháo nhừ. Khi ăn cho 20g mật ong trộn đều. Đây cũng là món ăn tốt cho những người bị ung thư dạ dày. Môi khô, ngủ không ngon giấc. Thịt củ ấu tươi 50g, đĩa cốt bì 20g, cau kỷ tử 10g, hoàng cầm, can thảo sắc lệnh uống, ngày 2 lần, uống khoảng 1 tuần. Các chuyên gia lưu ý rằng, dù củ ấu là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao với nhiều công dụng tốt, song để tận dụng được công dụng của củ ấu, bạn cần lưu ý. Không nên ăn quá nhiều một thời điểm vì củ ấu có tính mát, dễ gây ra tình trạng đầy hơi, trướng bụng và đau bụng. Có thể dùng 50-200g một ngày dưới dạng ăn sống hoặc nấu canh, cháo. Ăn nhiều sẽ gây trệ khí. Do đó, những người có u cục ở ngực, bụng cần thận trọng khi ăn. Người tỳ vị hư nhược, đại tiện tiêu lỏng không nên dùng dạng sống. Sau khi ăn củ ấu không nên uống nước liền vì sẽ có cảm giác khó chịu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ai mắc chứng tóc bạc sớm thì đọc ngay bài viết này. Bạn sẽ mừng rơi nước mắt vì tóc đen và xuân mượt trở lại đấy. Những sợi tóc bạc sẽ nhanh chóng biến thành đen nhánh sau khi bạn đọc xong bài viết này nhé. Vì nhiều lý do khác nhau mà có người tóc bạc xuất hiện sớm hoặc quá nhanh so với tuổi thực của mình, khiến họ không khỏi buồn phiền và lo lắng. Dù họ đã sử dụng nhiều cách như uống thuốc, ăn uống để cải thiện tình trạng này nhưng vẫn không đạt được kết quả như ý. Nhưng bạn đừng quá lo, bạn chỉ cần chạy ngay ra chợ mua khế chua rồi về làm theo cách dưới đây thì các sợi tóc bạc sẽ sớm đen nhánh trở lại. Bởi trong khế chua có rất nhiều vitamin C kích thích tóc mọc nhanh. Không những vậy, còn biến các sợi tóc bạc đen trở lại. Chính vì thế, đây là sự lựa chọn hoàn hảo đối với những người muốn trị tóc bạc sớm đó. Nguyên liệu cần có 3-5 quả khế chua. Lượng khế này phù hợp với độ dày và dày của mái tóc bạc. 150ml nước dừa tươi tương đương bằng một cốc nước lọc bình thường, một thìa canh mật ong, máy xay sinh tố, rây lọc, bát và thìa. Sơ chế nguyên liệu: khế mua về rửa sạch dưới vòi nước lạnh, rồi dùng dao cắt thành những miếng nhỏ cho vào máy xay sinh tố. Bật máy xay nhuyễn trong vòng 1 phút thì tắt máy.
lấy rây lọc bỏ đi phần bã để thu được phần nước ép khế nguyên chất vào bát. Cách làm: cho hàm lượng nước dừa tươi cùng mật ong đã được chuẩn bị vào bát, chứa nước ép khế rồi dùng thìa khuấy đều. Để các loại nguyên liệu hòa quyện hết vào nhau, tạo thành một hỗn hợp nước đồng nhất là có thể đem ra sử dụng được. Cách sử dụng: bước 1. Làm ướt tóc và da đầu trong vòng 1 phút bằng nước ấm. Bạn nên dùng tay vò qua tóc để làm sạch mọi bụi bẩn, bã nhờn trên các sợi tóc. Đồng thời để các nang tóc giãn nở, hỗ trợ các dưỡng chất phát huy tác dụng một cách hiệu quả hơn. Bước 2. Sau đó, thoa đều hỗn hợp nước ép khế, nước dừa, mật ong lên toàn bộ mái tóc, sao cho tóc và da đầu được làm ướt hoàn toàn trong hỗn hợp này. Bước 3. Rồi bạn sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng từ 1 đến 3 phút. Đến khi thấy phần bột trắng nổi lên thì dừng lại và lấy một chiếc khăn quấn gọn tóc lại ủ trong vòng 15 phút. Bước 4. Sau khoảng thời gian đó, mái tóc sẽ khô đi một phần nào đó. Bạn hãy bỏ khăn ra rồi gội sạch tóc và da đầu bằng dầu gội, dầu xả. Bước 5. Cuối cùng, lau tóc bằng khăn và để khô tự nhiên là xong. Để đạt hiệu quả trị tóc bạc một cách tốt nhất, bạn nên áp dụng phương pháp này 2 đến 3 lần trên một tuần. Sau khoảng 1 tháng, bạn sẽ chẳng bao giờ còn lo tóc rụng hay những sợi tóc bạc sớm sẽ nhanh đen nhánh trở lại. Hơn nữa, hỗn hợp này còn giúp tóc bạn trở nên bóng khỏe, ngăn chặn tình trạng sơ rối hay chẻ ngọn nữa đấy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tác hại khôn lường nếu ăn bí đỏ không đúng cách. Trong bí đỏ có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ai ăn sai cách có thể gây hậu quả nặng nề. Trong số các loại quả, bí đỏ là nhà vô địch về hàm lượng sắt, giàu vitamin, muối khoáng cũng như các axit hữu cơ. Nghiên cứu gần đây cho thấy chất kẽm có trong bí đỏ trực tiếp ảnh hưởng tới chức năng của hồng cầu. Chất sắt lại là nguyên tố vi lượng cơ bản giúp bổ sung lượng máu cho cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng nếu lạm dụng bí đỏ, loại thực phẩm giàu dinh dưỡng này có thể gây tác hại phụ nặng nề lên cơ thể con người. Công dụng tuyệt vời của bí đỏ. Những chất phytoron là những axit béo omega 3, omega 6 có nhiều trong hạt bí đỏ, là những chất có tác dụng làm giảm lượng cholesterol xấu, ngăn ngừa bệnh tim mạch và huyết áp, phát triển não bộ. Bí đỏ chứa nhiều chất axit glutamine, chất cần thiết cho hoạt động não bộ, có vai trò quan trọng trong việc trợ giúp phản ứng chuyển hóa ở các tế bào thần kinh và não, bồi dưỡng não. Tác dụng giảm cân. Bí đỏ là một thực phẩm giàu chất xơ, chứa hàm lượng calo và chất béo thấp. Tác dụng của bí đỏ chính là một thực phẩm lý tưởng cho những người muốn giảm cân hay những người thừa cân, béo phì. Tăng cường hệ miễn dịch. Bí đỏ rất giàu hàm lượng vitamin C nên có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giúp hệ miễn dịch trở nên khỏe mạnh. Với hệ miễn dịch khỏe mạnh, cơ thể của chúng ta sẽ chống lại được các vi khuẩn, virus có hại. Tốt cho sự phát triển của thai nhi. Những chất trong hạt và hoa bí đỏ giúp cho thai nhi phát triển tế bào não, tăng cường sức sống cho thai nhi và giúp tăng cường những chứng phù nề, tăng huyết áp, các biến chứng khác khi mang thai và phòng chống bệnh sốt xuất huyết sau khi sinh. Tốt cho xương và mắt. Bí đỏ giàu carotin. Trong cơ thể, loại chất này được chuyển hóa thành vitamin A giúp duy trì thể lực. Chất khoáng và canxi, natri, kali có trong bí đỏ có tác dụng đặc biệt với người già và người bệnh huyết áp, giúp ngăn ngừa loãng xương và tăng huyết áp. Hơn nữa, nó còn chứa magie, phosphor, sắt, đồng, mangan, chrome và nhiều yếu tố khác giúp xương phát triển. Làm đẹp da, chống lão hóa. Một trong những lợi ích thiết yếu của bí đỏ đối với phụ nữ bao gồm khả năng bảo vệ làn da, giúp da chống lại các tác hại của ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa tình trạng mất nước, khô da. Hơn nữa,
Bí đỏ còn chứa hàm lượng vitamin C cao, giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, các đốm nâu. Thường xuyên dùng bí đỏ sẽ giữ cho làn da của bạn mềm mượt và tươi trẻ. Sai lầm khi ăn bí đỏ. Ăn bí đỏ liên tục. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn không nên ăn bí đỏ quá 2 bữa một tuần. Nguyên nhân là do trong bí đỏ chứa rất nhiều tiền chất của vitamin A. Nếu bạn ăn nhiều, chất này không kịp tiêu hóa, sẽ dự trữ ở gan và dưới gan. Do đó sẽ khiến cho chóp mũi, lòng bàn tay, bàn chân dễ có màu vàng. Ăn bí đỏ đã già và để lâu. Bí đỏ chứa hàm lượng đường cao. Hơn nữa, nếu lưu trữ trong thời gian dài, dễ khiến bên trong bí đỏ xảy ra quá trình hô hấp kỵ khí, lên men và biến chất. Vì vậy, khi ăn sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe. Ăn bí đỏ khi bị rối loạn tiêu hóa. Một lưu ý nữa cho bạn, đó là người bị rối loạn tiêu hóa, hạn chế ăn bí đỏ, vì hàm lượng chất xơ trong bí đỏ quá cao, không tốt cho tình trạng bệnh. Bảo quản bí đỏ đã nấu trong tủ lạnh. Không bảo quản bí đỏ đã nấu trong tủ lạnh, tuyệt đối không bảo quản ở ngăn đá, vì nếu để lạnh, bí đỏ sẽ ngã sang màu nâu vàng, không an toàn khi ăn.